cô ba. Này con lại con rước bé Thư đi chợ sắm đồ cho bé Thư ha. Có gia đình cô Thị Võ ở bên Mỹ gửi tặng cho bé Thư 50 đô. Dạ. Đổi ra thì được 1.180.000. Rồi kêu đi sắm quần áo cho bé Thư. Ha. Dạ, dạ. Rồi, vậy này mượn bé Thư chở bé Thư đi ha, thế thay đồ rồi hả? Rồi, rồi lấy dép mang vô con. Đi sắm quần áo ha. Đồ đi học thì đâu có sắm bây giờ được hả chị? Nghe nói bây giờ trường bây giờ đình chỉ lại là không cho ra làm lễ gì nữa không? Đợi đợi dịch ổn ha. Dạ vậy bây giờ tạm thời sắm quần áo bằng ở nhà ha. Chật á hả? Bé Thư này mẹ đi làm chưa về, sáng mẹ đi làm sớm lắm, 5 giờ mấy là đi làm rồi tới tối có khi 7-8 giờ ha. Có khi 5 giờ về không? Chiều quá. Không hả? 7-8 giờ về thường. Trễ lắm là 6 giờ mấy. Vậy hả? Trễ lắm là 6 giờ rưỡi hả? Dạ. Bé Thư mẹ với cha ly dị đã được 5 năm rồi. Lâu lâu cha mới có về thăm. Mà về thì lúc nào cũng hầm hổ với bé là bé sợ lắm. Rồi là bé mà giờ quần áo chật hết rồi. Thì gia đình của cô Thị Võ ở bên Mỹ á, có gửi tiền về cho con là 50 đô. Đổi ra là 1.180.000. Nói là dẫn con đi sắm quần áo ha. Rồi hôm nay dì Phương dẫn con đi sắm quần áo nha. Rồi đi hai dì cháu mình đi. Cô con đi cô ơi, chị em đi. Không thương bà ngoại à. Thương bà ngoại với gì? Tí con đâu có rớt giờ con đâu đúng không? Con mang vô xiết mẹ vô vợ trơn rồi. Ủa sao thấy dư bự quá vậy Thư? Không có bự đâu em nè. Có xây nhỏ hơn một xây không? Không. Khoảng 34. 34. Giờ rớt ra cái vợ nè. Gì đó, đâu có dư gì đâu đó. Được không chị hai? Chị được rồi ha. Nó đi học con mang tới năm tới luôn. Vừa đi chơi con vừa đi học luôn. Tại vì cái này là nó nhỏ nhất rồi. Cái bông cúc này là cô đang đặt mà còn không có hàng nữa. Cái lỡ thấp thì nó rẻ, thấp nó có nhấp ngữ rồi cưng. Cái bông cúc đen này là 38 mà hả? Vâng, số xấu luôn. Cái màu nó đẹp. Cái bông cúc đen nó rẻ hơn. Cái bông cúc đen nó là nó thấp hơn 150 hả? Mà nó đẹp, cái này đẹp, màu. Cái màu xanh má đậu nó ngọt chứ. Cái này chị cũng còn có đôi nè. Áo này nhỏ hơn nè. Cái áo này đẹp. Hôm nay cục Thị Võ nè. Màu ốc phát cho cái thương. Đẹp quá. Cũng được. Cái áo thằng ấy hơn chút không? Ốc phát còn là tay dài không? Rồi, đâu lọc ra cho nó vào thử. Thử cái áo này không? Các bạn vô thử chị hai, hình như thấy nó gọn hơn á. Gọn gọn hơn cái kia một chút á. Ốc phát là tay dài dài không à. Kéo săn săn lên. Ok, lấy cái áo này đi. Lấy cái áo này cho bé Thư đi. Đẹp ha. Dạ. Hoặc là đẹp. Được không? Cái mai con kéo lên con đừng kéo xuống. Cái tay con kéo lên. Rồi. Màu đen chứ có gì đó. Cái áo này nhiêu cho bác ma? 195.000. Rồi hôm nay cô gia đình cô Thị Võ ở bên Mỹ tặng cho con cái áo phát nữa ha. Rồi.
Mặc áo xịn vợ. Dạ cho con gửi tiền bác ba. Một trăm chín mươi ngàn. Bởi áo khác 190 ngàn. Có Kiều ấy không chịu xài áo ghẻ vậy rồi. Nó không, tại vì nó không có cha, gia đình cũng khó khăn, rồi người ta thương, ta gửi tặng cho bé. Dạ. Rồi, cảm ơn đi con. Rồi, con về đâu bác ba ơi. Dạ, con đi.